quá kỳ công đẹp chưa? Trời tứ tết rồi đấy. Nó tròn mà lại phải đây. Nó tròn tán phải đây nó. Mà bác phê lấy kéo cắt cái cây khô đi. Đúng rồi, kéo cắt cây chết đi. Cái này nó tròn tán mà chơi bốn mặt mà. Cây này như ở trong nhà cái anh gì hôm trước đấy chú nhỉ? À, đúng đúng cây như này hay là cây này đấy? Cây này à, nhìn đúng kiểu luôn. Quá đẹp.